Đời sống của bà con hiện nay cũng đã thay đổi, kinh tế bà con cũng dần ổn định và không còn xâm phạm vào rừng như trước đây nữa. Rừng là vàng, rừng là hơi thở của chúng ta. Bảo vệ rừng là bảo vệ nguồn sống của chính mình. Chính vì lẽ đó, dự án Trường Sơn Xanh do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USS tài trợ, hỗ trợ hai tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế trong việc chuyển đổi sang sự phát triển thông minh với khí hậu, giảm phát thải và tăng cường khả năng thích ứng nhằm bảo vệ con người, cảnh quan rừng và đa dạng sinh học. Trong đó, cộng đồng người dân sống ở trong và ven rừng là một trong những nhân tố quan trọng có những tác động trực tiếp đến quá trình chuyển đổi này. Với lý thuyết rằng, nếu cộng đồng người dân, những người đang sống phụ thuộc vào rừng được cải thiện và đa dạng hóa nguồn thu nhập thông qua các hoạt động sinh kế không làm ảnh hưởng đến rừng và môi trường rừng, thì sẽ giúp giảm áp lực lên nguồn tài nguyên thiên nhiên, từ đó giúp giảm phát thải và cảnh quan rừng và đa dạng sinh học sẽ được bảo vệ. Chúng tôi là những sinh viên ra trường chưa có việc làm mà khao khát được làm kinh doanh, kinh tế cộng đồng, muốn phát triển các sản phẩm nông sản dược liệu ở trên vùng cao mình mà chúng tôi chưa biết bắt đầu từ đâu. Agriterra là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập năm 1997 tại Hà Lan bởi các tổ chức của nông dân. Agriterra chính thức hoạt động tại Việt Nam từ năm 2016 với mục tiêu gia tăng vị thế cạnh tranh của các hợp tác xã nông nghiệp, đồng thời nâng cao vai trò và quyền lợi của các thành viên khi tham gia vào hợp tác xã. Chính vì lẽ đó, Agriterra là đối tác chính được dự án Trường Sơn Xanh của USS lựa chọn để thực hiện dự án, hỗ trợ thành lập và xây dựng năng lực cho các hợp tác xã trong các hoạt động tạo thu nhập tại các khu vực nông thôn của hai tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế từ tháng 7 năm 2018 tới tháng 9 năm 2020. Các phương pháp tiếp cận. Bước 1. Khảo sát, xác định ngành hàng và tiềm năng của ngành hàng. Bước 2. Nâng cao nhận thức cho ban quản lý hợp tác xã, ban sáng lập và hỗ trợ hợp tác xã, ban sáng lập xây dựng ý tưởng kinh doanh. Bước 3. Hỗ trợ hợp tác xã chia sẻ ý tưởng, tuyên truyền vận động người dân tham gia. Bước 4. Hỗ trợ hợp tác xã củng cố lại cơ cấu tổ chức, bộ máy và xây dựng tổ chức. Bước 5. Hỗ trợ hợp tác xã tổ chức lại các hoạt động sản xuất kinh doanh, bao gồm điều phối, hỗ trợ sản xuất cho thành viên. Bước 6. Hỗ trợ nâng cao năng lực kết nối kinh doanh và tiếp cận tài chính cho hợp tác xã. Mặc dù đã có các phương pháp tiếp cận chung của dự án, tuy nhiên thì trong cái quá trình thực tế thì chúng tôi làm việc với từng cái hợp tác xã, chúng tôi đánh giá về cái điểm mạnh, điểm yếu cũng như là những cái nhu cầu thực tế của hợp tác xã. Dự án Trường Sơn Xanh của USS và Agriterra đã tiến hành khảo sát, đánh giá với gần 50 đơn vị và đã lựa chọn được 17 hợp tác xã thuộc 8 huyện ở hai tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế để hỗ trợ tăng cường năng lực về quản trị, quản lý tài chính, tiếp cận thị trường. Khó khăn nhất là hiện tại mà hợp tác xã 100% của bà con ở đây là đều là đồng bào thiểu số. Việc cái nhận thức của bà con còn hạn chế, bản thân chúng tôi còn hạn chế về kiến thức kinh doanh, về cách điều hành, về cách quản lý vận hành hợp tác xã. Chúng tôi cũng tập trung vào cái việc xây hướng dẫn để xây dựng những cái hệ thống quản lý nội bộ cho hợp tác xã. Đây là những cái điểm mà đa số các cái hợp tác xã đang còn thiếu trong cái thời gian qua. Tổ chức các cái hoạt động nâng cao năng lực tập trung cho các cái hợp tác xã. Đây cũng là cái cơ hội để các cái đơn vị gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ và học hỏi lẫn nhau. Hợp tác xã của chúng tôi cũng đã tự tin về việc điều hành quản lý hợp tác xã. Thì chúng tôi cũng thấy rằng cái điểm mạnh là cái tạo vùng nguyên liệu. Chính vì thế mà chúng tôi cũng đã tư vấn để cho hợp tác xã tập trung vào cái việc tạo dựng cái vùng nguyên liệu để cung cấp cho các cái đơn vị chế biến ở trên cái địa bàn của huyện. Và chúng tôi quyết định chọn cái đẳng sâm này là cái sản phẩm chủ lực. Phòng nông nghiệp cũng đã hỗ trợ về kỹ thuật cho tất cả bà con của thành viên hợp tác xã, cái năng suất dược liệu đằng sâm phát triển tốt hơn so với những năm trước mà bà con chưa biết về hợp tác xã. Thì đến thời điểm bây giờ thì có thể khẳng định là dự án này thì đã thành công và đã có sản phẩm, và bên cạnh đó là thay đổi tư duy cách làm truyền thống của bà con trong thời gian đấy cũng sẽ định hướng theo cái vấn đề
phát triển kinh tế nông nghiệp theo cái hướng hợp tác, đặc biệt là vấn đề liên kết trong vấn đề sản xuất, đến khâu chế biến tiêu thụ đầu ra. Thu hoạch ớt xong thì họ sẽ bán ra bên ngoài, cho nên khiến thị trường nó bấp bênh, thì chúng tôi cũng tập trung vào cái việc là hỗ trợ xây dựng cái kênh phân phối để đưa cái sản phẩm ớt ra được cái thị trường. Năng lực quản trị đối với là định hướng phát triển của hợp tác xã là còn hạn chế. Lâu nay thì cái sản phẩm dệt họ cũng đã làm rất là nhiều, nhưng mà cũng chưa đưa cái sản phẩm của mình về được đến ở thành phố. Thì chúng tôi cũng đã mời chuyên gia đến để tư vấn, hướng dẫn và cũng trao đổi, và đồng thời tạo ra cho các chị có những cái ý tưởng để kết hợp giữa cái sản phẩm thổ cẩm truyền thống với những cái sản phẩm thời trang hiện đại để có thể mang được những cái sản phẩm của mình ra đến về cái thị trường ở các cái thành thị. Và chúng tôi cũng mong muốn rằng địa phương, chính quyền có những chính sách mới, chính sách tốt hơn và cho các hợp xã vừa và nhỏ như chúng tôi để tự tin hơn trong việc phát triển về kinh tế cộng đồng. Dự án của mình bị Covid đó là ở hai khía cạnh. Thứ nhất, về phía thực hiện dự án thì một số hoạt động ở dưới địa bàn bị phải dừng lại. Trong trường hợp đó thì chúng tôi cũng có giải pháp, đó là chúng tôi tiếp cận thông qua cái trực tuyến. Là cũng có vườn ươm, nay là cuộc sống cũng có thay đổi, cũng có công an việc làm ổn định hơn, không lên rừng lên rải lùm cực khổ hơn mùa nắng, và đời sống nhân dân cũng đã dần ổn định. Kinh tế của thành viên hợp tác xã cũng thay đổi nhiều, dần dần sẽ tuyên truyền bà con sẽ hạn chế tác động vào rừng nhiều. Các thành viên thì mạnh dạn tham gia vào hợp tác xã. Hợp tác xã sẽ tạo điều kiện cho những thành viên có một thu nhập ổn định hơn. Sau hơn 2 năm thực hiện dự án đã đạt được những thành công nhất định, tạo công ăn việc làm ổn định cho người dân, giúp giảm dần sự phụ thuộc vào thiên nhiên. Cụ thể, 17 hợp tác xã được tăng cường năng lực về quản trị, quản lý tài chính, tiếp cận thị trường. Trong đó có 3 hợp tác xã thành lập mới, gần 2.000 nông dân được nâng cao kiến thức và kỹ năng quản lý và tổ chức sản xuất theo định hướng thị trường, đồng thời mang lại tác động tích cực đối với môi trường. Hơn 600 hộ nông dân là thành viên của các hợp tác xã xác nhận có tăng thu nhập, trong đó số hộ có thu nhập tăng trên 20%, chiếm 59%. Ngoài ra, gần 600 hộ khác có tiềm năng tăng thu nhập trong những năm tiếp theo. Hơn 350.000 đô la Mỹ đã được huy động từ tổ chức Agriterra, dự án ứng dụng công nghệ số vào hợp tác xã, ngân sách nhà nước và các hợp tác xã và thành viên tham gia dự án này. Dự án đã kết thúc, nhưng tất cả các hợp tác xã vẫn đang tiếp tục vững bước trên con đường phát triển và kiện toàn năng lực nội tại. Trong tương lai, Liên minh Hợp tác xã hai tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế, những đơn vị đã luôn đồng hành từ đầu dự án, sẽ tiếp tục hỗ trợ các hợp tác xã. Những bài học kinh nghiệm và khuyến cáo: tăng cường cơ cấu quản lý dự án có sự tham gia của cơ quan địa phương như ban quản lý dự án, từ khâu lập kế hoạch tới thực hiện, giám sát, đánh giá. Hệ thống giám sát đánh giá phải được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, giúp theo dõi tiến triển của dự án tốt hơn, đưa ra nhiều điều chỉnh kịp thời. Phương pháp và tài liệu tiếp cận cần phù hợp và dễ hiểu hơn với các cộng đồng dân tộc thiểu số khác biệt về ngôn ngữ. I'm very happy to work with Trường Sơn Xanh. We are love Trường Sơn Xanh and Gridera. Thank you so much. Cuộc sống của chúng tôi đã thay đổi nhiều. Hãy cùng nỗ lực để mang lại hạnh phúc và ấm no cho những cộng đồng người dân còn nhiều khó khăn, cũng như tái lập sự cân bằng giữa con người và tự nhiên, để dãy Trường Sơn sẽ mãi giữ được màu xanh.